Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng mời quý vị bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày, khung giờ từ 7 đến 8 giờ tối. Và hôm nay cũng như thường lệ, em làm video và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những một số món đồ chơi mới nhất. Vâng, trước mặt quý vị đây là một bộ dề bao của hãng Lickman. Có model là dề là C06A và bao là M06A. Đây là một dòng rất là hiếm trên thị trường. Đấy, trước mặt quý vị và các bạn đây là một bộ dề bao chạy class A rất là hay. Ngọt như mía luôn ạ. Đây là một bộ trên thị trường tương đối là hiếm. Và bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đây, kính thưa quý vị và các bạn, đây là bộ dề bao Lickman. Đây, cái dề của nó là C06A đây, bao là M06A đây. Con này là mặt nhôm phay rất là đẹp luôn. Đây là các đường vào này, monitor inline 1, line 2, line 3, line 4, phono, CD và đường tape 1, tape 2 đây, ba lăng center. Đây là volume, cái chắc các bác biết rồi. Còn bao thì là đây hai cái volume chỉnh hai kênh riêng biệt đây. Đây bao, đây là volume của bao. Còn đây là các chỉnh các giải, tăng giảm, bắt chép. Đấy. Và bây giờ em sẽ quay cái phần sau để quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cũng như quý vị và các bạn ở đây, dề đây, dề là CD này, các đường vào đây. Và đây đường tín hiệu ra xuống bao đây. Còn đây là có các đường ba lăng, khi mình đánh thì mình sẽ gạt xuống thì chạy đường ba lăng ba chân. Và bên này cũng thế. Còn đây Lickman C606A. Con này 35W, điện 100V. Đấy, và bao thế, đây cầu loa đây. Con này còn có chế độ đánh mono block, nếu bác nào có hai cục thì đánh gạt lên thì đánh mono block, còn đây là gạt xuống là đánh sitter. Đây có đường ba lăng này, đường vào đây. Và bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc để quý và các bạn cùng nghe thử chất âm của nó. Thank you.
Video đến đây em xin dừng tại đây. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh. Và bây giờ em cũng báo giá luôn là bộ dây bao C06A và M06A này em đang bán với giá là đi 48 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ, em xin cảm ơn. Và quý vị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp em ạ.